皆さん、おはようございます。今日は第4課の文法を勉強します。Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi vào ngữ pháp vào bài số 4. じゃあ、行きましょう。Chúng ta bắt đầu nhé. Trước hết thì chúng ta sẽ đi về với 時間, thời gian. Ở trong tiếng Việt thì chúng ta có thời gian, chúng ta sẽ nói từ thấp nhất này, giây này, phút này, giờ này, đến nửa buổi sáng, nửa buổi chiều, tối này, rồi cả 24 giờ, tức là một ngày này, rồi tuần này, sau đó đến tháng này, đến năm này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng phần một. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ đi về giờ. Phần thứ hai chúng ta đi về thứ. Phần thứ ba là năm tháng ngày. Tương tự như vậy thì ở trong tiếng Nhật chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu từng phần một nhé. Khi chúng ta hỏi giờ ở trong tiếng Nhật, ở trong phạm vi này thì mình chỉ hỏi nói về giờ và phút. Trước hết thì chúng ta sẽ nói về giờ đúng. Và mẫu câu cho hỏi giờ, chúng ta có mẫu như sau. 今何時ですか? Mẫu hỏi giờ như sau. 今何時ですか? じゃあ一緒に読みましょう。Chúng ta cũng đọc nhé. 今何時ですか? もう一度。今何時ですか? もう一度。今何時ですか? Câu trả lời sẽ trả lời về. Có thể thêm 今 cũng được, không sao, không có cũng không sao. Số đếm cộng với ji desu. Câu trả lời về số đếm cộng với ji desu. Trong trường hợp đây là giờ đúng nhé. Số đếm cộng với ji desu. Các bạn nhìn vào sau. Ý nghĩa là gì? Bây giờ là mấy giờ? Và trả lời là bây giờ là chấm chấm giờ. Nhìn vào các đồng hồ ở đây, chúng ta sẽ cùng nói giờ đúng theo công thức số đếm cộng với chi. Trước hết số đếm này, 12 chúng ta sẽ đếm là gì ạ? 10 cộng với 2 cho nên là gì? 12 cộng với chi cho nên chúng ta có là gì? 12 時. じゃあ、読みましょう。12時。もう一度。はい。次。これは?そう、でも、かもいじね。これは?もう一度。はい。次。これは?何時ですか?もう一度。はい。次。これは何時ですか?もう一度。今何時ですか?はい。三本数。chúng ta có trường hợp đặc biệt. Khi đó, chúng ta sẽ đếm là Yo ji. Các em lưu ý chữ yo nhé. Yo ji. Mỗi chữ đó. Mỗi chữ đó. Mỗi chữ đó. Tsugi. Mỗi chữ đó. Hãy mỗi chữ đó. Tsugi. 今何時ですか?7 giờ, chúng ta sẽ đếm đặc biệt. 7 giờ. もう一度。今何時ですか? 7 giờ ですね。はい。今何時ですか?どうぞ。
もちろんね。今何時ですか? はい、ありがとうございます。今何時ですか? もう一度、今何時ですか? 次 これも特別です。 例句đặc biệt. Và 9 giờ chúng ta đếm là 9時. はい、読みましょう. Chúng ta đọc nhé. 9時. もう一度 9時. はい。今何時ですか? 皆さん. はい、もう一度 今何時ですか? はい、ありがとうございます。 次 今何時ですか? もう一度、今何時ですか? 次、今何時ですか? もう一度、今何時ですか? はい、chúng ta nhìn vào 4 giờ. 先生 đặt câu hỏi, 皆さん 答えて くださいね. 今何時ですか? はい、もう一度、今何時ですか? はい、次、今何時ですか? もう一度、今何時ですか? はい、ありがとうございます。もう一度ね、これ、今何時ですか? はい、もう一度、今何時ですか? はい、ありがとうございます. Chúng ta sẽ nhập lại nhé. 今何時ですか? Là hỏi bây giờ mấy giờ. Và trong mục này thì chúng ta đang nói về giờ chính xác. 今 cộng với số đếm cộng với gì des. Dạ, mỗi chế độ 練習しましょう. 私が質問をします. 皆さん答えてくださいね. Senpai sẽ đặt câu hỏi và các bạn sẽ trả lời. いいですか? 今何時ですか? 2. 今何時ですか? 3. 今何時ですか? Bây giờ, senpai sẽ đặt câu hỏi. 皆さん答えてくださいね. 皆さん、今何時ですか? もう一度 何時ですか? はい、次 今何時ですか? もう一度、今何時ですか? はい、ありがとうございます。 3.今何時ですか? もう一度 今何時ですか? 4. 今何時ですか? 5. 今何時ですか? はい. 5. すみません. Chúng ta sẽ thêm một từ. すみません. 今何時ですか? どうぞ. もう一度、すみません、今何時ですか? ロック、すみません、今何時ですか? もう一度、今何時ですか? 7、すみません、今何時ですか? もう一度、今何時ですか? 8、すみません、今何時ですか? 9、すみません、今何時ですか? もう一度、すみません、今何時ですか?
chịu. すみません, 今何時ですか? 뭐지로? すみません, 今何時ですか? はい、ありがとうございます. 10 11. すみません, 今何時ですか? 뭐지로? すみません, 今何時ですか? 最後, cuối cùng. すみません, 今何時ですか? はい、皆さん、10分があって、これの時間を練習してくださいね。 Bây giờ các bạn sẽ có 10 phút luyện tập của phần này. 10分, được rồi. Chúng ta có 10 phút. Cách thực hành như sau. Các bạn sẽ vẽ một cái khăn tròn ra. Sau đó các em để đồng hồ vào chính 12 giờ, sau đó 1 giờ cho đến 11 giờ. Ideska hỏi bạn cần đó câu và chúng ta sẽ hỏi theo hai cách. Một, sumimasen, ima nanji desu ka? Hoặc sumimasen ga, chữ ga xuống giọng, ima nanji desu ka? Ja. 10 phút, được rồi.